Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tủ chống ẩm Fuji DHC040 và DHC60 một cách chi tiết nhất. Sau khi mở hộp của sản phẩm, các bạn sẽ thấy bên trong tủ có một tủ được gia cố chắc chắn, chìa khóa không gỉ để cất giữ đồ được an toàn nhất, một quyển hướng dẫn sử dụng với tất cả thông tin chi tiết cách sử dụng, công tắc bật đèn LED, một bộ dây nối nguồn điện với máy, khay đựng có thể di chuyển linh động, miếng mút mềm giúp bảo quản các đồ vật tránh trầy xước hư hỏng. Trong tủ có một block chạy bằng IC làm lạnh. Tủ chống ẩm DHC040 và DHC60 có dung tích là 40 lít đến 60 lít tùy sản phẩm. Góc trên cùng của tủ có màn hình hiển thị nhiệt độ và độ ẩm ở bên trong tủ. Cách sử dụng tủ chống ẩm Fuji. Bước đầu tiên, các bạn kết nối nguồn điện với máy. Bước 2, các bạn đặt những vật cần bảo quản vào trong thân máy. Bước 3, điều chỉnh mức độ hút ẩm tùy theo mong muốn. Các bạn ấn nút liên tiếp 2 lần vào nút S, rồi điều chỉnh độ ẩm lên xuống theo mong muốn. Cuối cùng, ấn một lần nút S về lại độ ẩm hiện tại của máy. Nếu muốn bật lại đèn LED, các bạn bật công tắc bên trong thân máy. Các bạn có thể theo dõi độ ẩm bên trong tủ bằng màn hình hiển thị giúp bạn kiểm soát được độ ẩm mong muốn. Trong quá trình sử dụng, các bạn cũng nên lưu ý, các bạn nên đặt tủ ở những vị trí bằng phẳng. Dù có miếng mút bảo vệ, nhưng các bạn cũng nên đặt các đồ vật gọn gàng tránh bị trầy xước. Thường xuyên lau chùi về kiểm tra độ ẩm ở bên trong tủ để biết tủ vẫn đang hoạt động ổn định. Trong video này, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng tủ chống ẩm DHC040 và DHC60 một cách chi tiết nhất. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ ngay với trạm bảo hành trên toàn quốc của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chi tiết nhất với số hotline 0834 5888 22. Chúc các bạn thành công!